toàn bộ khu đất này đã được chủ đầu tư cũ là công ty Kỳ Lân bán. Sổ đỏ đây, có ai ý kiến gì nữa không? Sư phụ ơi, chúng ta phải tìm Kỳ Lân, vạch trần bộ mặt quán để nó lại võ đường. Sư phụ, Phượng Nhi đâu rồi? Hồi nãy nó chạy theo sau lưng thầy. Dám phá hỏng chuyện làm ăn của ta, không ngoan rồi, phải phạt. Lôi hết thầy trò chúng nó về đây. Thường gọi ta là thằng đầu đất. Đúng, ta là thằng đầu đất, bởi vì ta không có cha mẹ để được đi học như ngươi. Nhưng ta biết sư phụ và sư muội là hai người thân duy nhất của ta. Dù có phải chết, ta cũng sẽ phải cứu sư phụ, sư muội và cô của ta về an toàn.